Cửa hàng Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2023. Cửa hàng chúng em thì giới thiệu cho anh em một lô máy cắt cỏ. Cửa hàng chúng em đang thanh lý nhá, dọn kho cuối năm cho anh em luôn. Hôm nay là lên sóng cho anh em là 5 con máy cắt cỏ. Hàng máy mới có, hàng máy nhật bãi có luôn anh em nha. Đấy, và trước khi mà vào chi tiết từng cây máy một thì em sẽ nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em nhá. Thì em đã để dưới cái số điện thoại ở dưới màn hình rồi đấy ạ. Số điện thoại của bên em là 0354392929. Sau đó em có sử dụng Zalo luôn. Anh em nào muốn đặt hàng, cửa hàng chúng em thì giao hàng toàn quốc và không cần cọc trước anh em nha. Đấy, anh em ưng con nào chỉ cần báo cho em. Hôm nay đánh dấu ký tự ở lô chữ C này, từ C1 cho tới C5, có C1, C2, C3, C4, C5 đấy. Đây, và em đã đều công khai giá hết ở trên cái phần dán tay cầm rồi nha. Đấy, chỗ nào em cũng đều dán này, mỗi con máy đều có dán phần tay cầm. Đấy, đây là giá thành của cây máy nha. Đây là con C1 này. Đấy, ví dụ là anh ưng con C1 đúng không? Anh muốn chốt con C1 là anh chỉ cần đọc, anh liên hệ cho cả chúng em là anh muốn chốt con C1 thì em sẽ đóng hàng gửi đi cho anh em. Đây là giá thành của cây máy. Giá này thì em đã bao gồm cho anh em đầy đủ phí vận chuyển rồi nha. Miễn phí ship cho anh em tới tận nhà và tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho anh em. Đấy, C1. Con kia là con C2 đấy, C3, C4. Đấy, anh em hiểu hình thức đặt hàng chưa? Rồi, đầu tiên là con C1 là con một máy cắt cỏ đến thương hiệu Hitachi, đang thanh lý cho anh em 850.000 rồi nha. 850.000. Con này thì nói chung là để cho anh em phù hợp về sử dụng gia đình là chủ yếu. Hàng này là hàng Nhật bãi anh em nhá. Hàng Nhật bãi. Về phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình là chủ yếu, cắt vườn rồi nói chung là cắt ít đấy ạ. Đấy, thì cần một chiếc máy cắt cỏ giá thành cực kỳ rẻ nhá. Thì 850.000 thì đã quá rẻ rồi, bao ship cho anh em nữa mà. Con này thì sẽ tặng kèm cho anh em là một cái dây đeo. Rồi, còn chắn cỏ là ráp sẵn vào bên trong máy rồi nha. Đây, và đây là cái lưỡi của nó này. Lưỡi này là lưỡi hàng bãi về luôn nhá. Đấy, và tặng cho anh em thêm một cái lưỡi hình chữ nhật nữa. Còn cái này theo kèm thì vẫn có ở trong máy nha, vẫn gửi cho anh em luôn. Đấy, gửi cho anh em cái lưỡi tròn, lưỡi này là lưỡi nhật bãi. Chắn cỏ thì có ở đây rồi. Đấy, tặng thêm cho anh em một cái lưỡi chữ nhật nữa và một cái dây đeo. Thanh lý cho anh em nhà 850.000. Đấy. Rồi, đây anh em để ý nha, nếu mà anh em lấy cái con C1 này thì cái phần công tác này, đây là cái chữ O là tắt nha, chữ Y là nổ này. Anh em để ý giúp cho em nhá, là cái chữ Y này thì mới nổ được cây máy nha. Còn chữ O này là anh em bật qua chữ O này là không nổ được đâu ạ. Đấy, phải bật qua chữ Y này rồi hãng giật cây máy. Đó. Đây nó có núm bơm xăng ở phần dây đít này đây. Anh em vui lòng bơm lên giúp em ấy. Đấy, bơm cái xăng lên. Đấy, cái núm này. Đấy. Rồi anh em le đây. Le nhá. Le đẩy lên là mở, đẩy xuống là đóng. Nếu mà nổ bình thường thì anh em phải đẩy lên như thế này. À, dây giật này anh em nhìn dây giật này. Dây giật còn trắng tinh luôn anh em nhá. Đấy, con C1 850.000 anh em nha. Tay ga nguyên zin của nó, dây ga nguyên zin hết này. Thanh lý cho anh em nha. Hàng cực kỳ rẻ đúng không anh em? Rồi, qua con C2 là một con máy cắt cỏ tiếp. Hàng này nó là hàng Mitsubishi TB23. Đây, dòng này là C2 nha, giá 1,5 triệu nha. Đây, con này là Mitsubishi TB23 này. Đấy, chế qua Pro nha. Chế 2 kim qua Pro của Nhật luôn. Nòng của con này nó làm 32 ly và công suất con này là 23cc, phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình nha. Và anh em lấy con C2 sẽ tặng kèm cho anh em là một cái tip mở buji, một cái tô vít chỉnh, một cái dây đeo và một cái chắn cỏ và một con dao nhá. Đây, một con dao là một này, một cái chắn cỏ là 2 này, một cái dây đeo là 3 này, một cái tip mở buji là 4 này, một cái tô vít chỉnh là 5. Miễn phí ship cho anh em tới tận nhà nha. Đấy, miễn phí ship bên tận nhà cho anh em 1,5 triệu. Con này thì phù hợp nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình, cắt những khúc cắt cỏ, nói chung là về cắt vườn, cắt rẫy đồ linh tinh thôi. Đấy, con này hệ tum rời luôn anh em.
Đến nữa anh em tháo ráp phần cần này rất là dễ dàng nha. Đấy, nó là cần riêng, đầu máy riêng luôn. Đó, không chung chạ gì nha. Tay ga nguyên zin của nó hết đây anh em. Đây, công tác của nó đây. Dòng này là dòng Mitsubishi của hàng Nhật Bản nha. Giật test nổ cho anh em nghe qua. Nhìn thấy không? Đó. 1,5 triệu con này thì công suất là 23cc, con này thì không phát cước được anh em nhé. Về anh em phát giao thôi. Đấy, còn nếu mà anh em muốn phát cước thì phải lựa cái con từ con C3 cho tới con C5 anh em nha. Rồi, đây qua những con máy mà to khỏe để cho anh em về phát cước đây. Đầu tiên là con C3, con này thì phát cước được nha. Phát cước thì em sẽ tặng kèm cái ổ cước cho anh em, còn nếu mà hai con C1 con C2 này không phát được cước này thì em sẽ không tặng kèm cái ổ cước kèm theo. Sẽ tặng kèm dao cho anh em. Còn con C3 này thì em sẽ tặng kèm ổ cước nha. C3, C4, C5 thì sẽ tặng kèm ổ cước cho anh em. Rồi con C3 là một con máy Fukiwa FVK330. Hàng này là hàng máy mới 100% luôn anh em nha. Một máy mới 100%. Và dòng này nó là cửa hàng chúng em đang thanh lý dọn kho cuối năm. Đấy, để đầu năm về hàng mới bán cho anh em. Con này giá 1,6 triệu thôi. 2,5 triệu đang giảm xuống còn 1,6 triệu nha. Đấy, đây, hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao luôn anh em nha. Tum là tum rời này, tum là tum rời nha. Đấy, 4 con ốc, tum côn là côn to nha. Tum là tum rời, con này thì công suất là 33cc. Nòng của nó là 36mm. Anh em lấy con C3 sẽ tự tặng kèm cho anh em 5 món phụ kiện là một con dao này, một ổ phát cước này, một cái chắn cỏ này, một dây đeo này và một bộ đồ nghề. Bộ đồ nghề bên trong nó sẽ cùng có như kiểu là lục giác này, típ mở buji này, hoặc là với lại là cái khóa, khóa 8, khóa 10 đấy ạ. Đấy, tay ga là tay ga bộ này. Đấy, em lấy con này 1,6 triệu bao ship với tận nhà cho anh em. Tặng kèm 5 món phụ kiện, có ổ vắt cước, có dao, có dây đeo, có chắn cỏ, có bộ đồ nghề. Đây, cùm là cùm dày dặn nha. Cùm này thì cực kỳ bền luôn rồi. Hàng này hàng nuôi đồng cuối đá đấy anh em. Hàng này là hàng chất lượng nha, chứ không phải là hàng tạp nham đâu. Chân chống sát này anh em nhìn thấy chưa. Đấy, hàng máy mới luôn nha. Anh em nhìn phần con ốc này, anh em nhìn thấy chưa? Con này thì về khỏe để anh em phát cước nha. Phát cước. Rồi, giờ test nổ cho anh em nghe qua. Đây, dây giật anh em, dây giật này. Tác ở đây luôn nha, gạt qua chữ Y là nổ, gạt chữ O là tát anh em nhá. Anh em để ý giúp cái phần này giúp cả hàng chúng em. Tay ga là tay ga bộ đây. Đó, giật rất là ngon lành nha, hàng mới luôn. Cảm thấy không? Rồi, qua con C4 này anh em, C4 con này nó là hàng để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp đây anh em. Anh em về phát thuê, phát mướn, phát khoán anh em nhá. Con này là Hồng Huquama 541, xong này là dòng 541. Công suất cực kỳ to nha, công suất lên đến 41cc và nòng của nó là 40mm. Anh em lấy con C4 này thì để cho anh em khuyên, nếu mà anh em nào về sử dụng chuyên nghiệp nhá, hoặc là và phát thuê, phát mướn, phát khoán nè. Đấy, với tần suất làm rất là nhiều, nhà khoảng 5-7 héc dãy đấy ạ. Đó, hoặc là về sử dụng ngày nào cũng cầm đi làm thì phải lấy con to như này nha, thì mới chịu nhiệt được. Con này là lọc gió, là lọc gió 2 lớp, lọc gió giấy. Đấy, 2,2 triệu đang thanh lý cho anh em, 3 triệu xuống còn 2,2 triệu. Tặng kèm đầy đủ cho anh em 5 món phụ kiện là một con dao, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo và một bộ đồ nghề. Đây, tay ga là tay ga bộ luôn nha. Công tác gạt xuống là mở này, gạt lên là tắt này. Đấy, chụp giật là chụp giật trợ lực luôn anh em nhá, chụp giật trợ lực. Hàng Huquama 541. Con này thì anh em về sử dụng thì hết chê luôn nha. Chân chống cũng là chân chống sát luôn này.
cái chân chống bảo vệ bình xăng là chân chống sắt rồi nha anh em nhá. Đấy, tum là hệ tum rời, đến nữa tháo ráp rất là dễ dàng và dòng này công suất cực kỳ khỏe luôn. 41cc cửa hàng chúng em bán ở ngoài cho khách thì đa số là để phát thuê, phát mướn, phát khóa luôn anh nha. Rồi giá test nổ cho anh em nghe qua này. Hàng này là hàng tay sái chuyên nghiệp nha, hàng này là hàng Việt Nam chất lượng cao nha. Máy mới đét 100%, hàng chưa qua sử dụng luôn anh em nhé. 2,2 triệu cho con C4. Rồi cuối cùng là con C5 đây anh em. Cuối cùng là con C5. Con này là hàng của Nhật Bản nha anh em nhé. Hàng Nhật bãi anh em nha. C5 giá 2,4 triệu. Con này thì cổ nó là dòng Humana. Humana 132. Con này thì nòng của nó là 38mm nhưng mà công suất này là 32cc anh em nhé. 32cc, nòng là 38mm. Con này thì về vẫn phù hợp cho anh em phát cước được, phát cước, phát dao đầy đủ nha. Tặng kèm đầy đủ cho anh em là một ổ phát cước, một con dao, một chắn cỏ, một dây đeo và một ít đồ nghề như tip mở buji này, cái tô vít chỉnh này. Đấy. Để cho anh em về có thể sử dụng 5 món phụ kiện kèm theo miễn phí vận chuyển nha. Đây, nguyên zin nguyên bản hết 100% cho anh em luôn. Đấy, nòng là nguyên zin nha, điện nguyên zin hết nha. Đó, anh em thấy không? Hàng này là hàng đảm bảo cho anh em là hàng chưa bung chạm máy móc anh em nhá. Về anh em sử dụng đúng bài luôn. Đó, 2,4 triệu cho con này. Con này cũng là hệ tum, là tum rời luôn nha. Đến nữa tháo ráp rất là dễ dàng, cục máy riêng, cần riêng, không có chung chạ gì cả. Chế là chế 2 kim này, chế là chế 2 kim này. Đấy, chế 2 kim, đã lên chế 2 kim cho anh em đầy đủ rồi. Vòng tua tay rất là khỏe nha. Giờ test nổ cho anh em nha. Công tác ở đây, tay ga đã lên tay ga bóp cho anh em hết rồi. Dây ga vẫn còn dây ga rin, tay ga thì đã thay cái tay ga hàng tay ga nhôm xịn vào cho anh em rồi nha. Đấy, đầu bò đây. Nhìn đầu bò không? Đó, anh em nhìn đầu bò nguyên zin của nó hết anh em nhá. Rồi giờ test nổ cho anh em nghe qua. Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng. Con C1, con C2 thì không phát cước được anh em nhé. Nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình. Còn từ con C3 cho tới con C5 thì phát cước được luôn. Anh em nào muốn khỏe ấy, thì nên lựa cái con C4 này là khỏe nhất rồi anh em nhé. Vòng tua cao, công suất khỏe, nóng 40mm. Anh em ưng thì liên hệ cho cả chúng em. Số điện thoại thì cả chúng em đã để dưới màn hình rồi. Xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại những video tiếp theo.